Đồ Gỗ Hùng Thịnh Phát xin kính chào quý vị khách hàng. Hôm nay bên em đã hoàn thiện xong phần mộc tủ thơ gỗ cẩm lai Bùng Phệ. Tủ thơ này được bên em thiết kế đóng là hoàn toàn là gỗ cẩm lai và trám là gỗ nu hương như quý vị. Đấy, tủ thơ gỗ cẩm lai là bên em kết hợp với nu hương rất là đẹp. Ngày hôm nay em tưới qua nước, quay trực tiếp cho quý vị xem. Nu rất là đẹp nha quý vị nha. Quay cả hai bên cho quý vị xem. Củ này là hoàn toàn là gỗ cẩm lai quý vị. Gỗ cẩm lai và kết hợp mật nu như quý vị nhé. Rất là đẹp. Quay trong ra ngoài cho quý vị xem. Đấy. Em quay sát cho quý vị xem. Rất là đẹp nha quý vị. Gỗ là bên em lừa lõi 100% nha quý vị nha. Nu này rất là đẹp. Tủ thơ này là kích thước của nó là cao là 1m57 nha quý vị, sâu là 81 và rộng lắm, tức là chiều ngang đó quý vị, chiều ngang là 1m74 như quý vị nhá. Và tủ này được bên em thiết kế và lửa theo số phong thủy như quý vị, rất là đẹp. Hôm nay em xin tạm dừng quay video tại đây. Và nếu như quý vị có nhu cầu đặt những mặt hàng cao cấp và các tủ thơ màu khác như tủ thơ cô cẩm lai, Bùng Phề, tủ thơ 13 chám và kích thước thì tùy theo yêu cầu của quý khách. Quý khách yêu cầu như thế nào thì bên em sẽ làm như vậy. Đến đây em xin chào và hẹn gặp lại.